Chí Minh đang trong đợt cao điểm về chiều cường và những khó khăn bất tiện mà chiều cường gây ra cho người dân trong sinh hoạt hàng ngày và di chuyển đang khiến cho một loại hình dịch vụ trở nên vô cùng ăn khách. Hãy cùng với phóng viên của Chuyển động 24 giờ trải nghiệm dịch vụ phát sinh này tại tuyến đường Lê Văn Lương, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Vào những ngày mà chiều cường đạt đỉnh như hôm nay thì những chiếc xe vốn để chở hàng như thế này lại biến thành công cụ chuyên chở chuyên dụng cho người và những phương tiện tham gia giao thông đi qua những điểm ngập lụt. Đây là chuyến vận chuyển hành khách thứ 3 trong buổi chiều ngày hôm nay của anh Vũ. Một ngày là 6 chuyến. Một xe máy và một người lên đây là bao nhiêu tiền? 30, 50. Khu vực này mỗi ngày có khoảng 15 đến 20 chiếc xe ba gác tham gia vào dịch vụ trung chuyển khách qua vùng ngập sâu. Những người thuê thường là chủ những chiếc xe bị chết máy do ngập. Tất nhiên, cả những người có nhu cầu vượt chiều mà không muốn bị ướt. Tuy nhiên, với số tiền 50.000 đồng cho một lượt người và xe thì không phải ai cũng sẵn sàng. Toàn cảnh sinh viên mà đi giao hàng thì tiền trong túi có đâu, tiền toàn tiền chủ ấy. Mà bây giờ thuê ba gác thì mất tiền, mình có tiền đâu. Nhưng đa số cho rằng xe ba gác là cứu tinh trên những con đường ngập sâu như thế này. Với họ, mất tiền còn hơn là hỏng xe. Người ta bỏ công sức của người ta ra, người ta giúp người dân gọi, giờ nước ngập xe chạy đâu được đâu. Theo người dân, dịch vụ này xuất hiện khoảng 2 năm nay và đã rộ lên trong thời gian gần đây. Lúc đầu chỉ là hỗ trợ con em đi học. Dần dần, nhu cầu này đòi hỏi đáp ứng nhiều hơn nên chủ xe ba gác ngoài giờ vận chuyển hàng hóa thì nay lại có thêm một công việc mới, công việc vận chuyển khách mùa chiều cường.